Nhớ CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán và Chuyện, và mình là Cổ Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá tập mới nhất của Let Me To The Moon. Tóm lại em dễ thương được chưa? Trên màn hình của các bạn đây là Let Me To The Moon tập 1, 2, 3 và 4 nha. Tập 4 mới phát hành và nhân vật chính của chúng ta hôm nay chính là tập 4 nha các bạn. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua 4 tập trước khi mình review chi tiết hơn về tập 4 nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập 4 nha các bạn. Thì đối với tập 4 này chúng ta sẽ được tặng một cái layer kiểu như là bó kẹt gặp với các bạn. Đó, chúng ta sẽ có bó kẹt gặp ha. Khá là xịn nha, mặt trước khá là xịn nha các bạn. Đó chính là hình cái bìa đó các bạn. Mặt sau nó sẽ còn mặt sau nữa. Đây mình lật cái mặt sau cho các bạn xem. Đây là cái hình minh họa ha, một cái trang trong cuốn quyển truyện. Một chút mình sẽ lật cho bạn xem luôn ha các bạn. Rồi ở đây chúng ta sẽ được một cái bìa rơi. Bìa này không được cán bóng là mờ gì hết các bạn, khá là đáng tiếc. Cái bìa khá là xịn nhưng mà không được cán bóng là mờ gì hết, khá là tiếc các bạn. Đây mặt trước nè, mặt sau phần gái nha. Giá là 65.000 nhưng mà các bạn mua trên các trang mạng thường tử sẽ giảm xuống khoảng tầm hơn 50 các bạn. Rồi mình để phần bìa sang một bên luôn. Bây giờ chúng ta cùng khám phá nội dung bên trong. Thì giống như cái tập trước, phần bìa trước vì sao nó sẽ là cái khung chuyện nhỏ các bạn. Giấy được in trên giấy BB80 khá là xịn. Đây chính là cái hình của cái hình bóp kẹt hồi nãy của mình đó các bạn. Đây chuyện khung chuyện khá là đơn giản nha. Chuyện chỉ in được 3.000 bản thôi. Hồi nội dung của tập 4 thì kể về kết thúc chuyến trăng mặt, trở về ngôi nhà tân hôn thì chuyện bất ngờ ập đến. Chuyện không thể ngờ xảy ra đến khi hai vợ chồng NASA trở về Tokyo sau chuyến trăng mặt ở Nara. Dẫu vậy cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn bắt đầu vô vàng điều mới mẻ, chỉ khi sống chung cùng mới biết được. Tập 4 về những ngày hường nhật đầy những điều đầu tiên ngọt ngào đến tan chảy. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, nhớ like, chia sẻ, subscribe, comment một con số phía dưới mình. Nếu video này tuần đạt được 4.000 view, mình sẽ tặng cho 10 bạn, mỗi bạn là được chọn 2 cuốn trong 4 cuốn này ha. Tổng cộng mình sẽ tặng 20 cuốn dành cho các bạn ha. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ mọi mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.